nay một mình tôi sẽ chống lại tất cả các quỷ dữ. Ok, đây là một cái trò mà tôi phải chấp hết tất cả tụi nó luôn sao? Oh my god. Từ từ, mình chưa có thể nâng cấp được gì cả. Hãy giết hết tụi nó. Ui, mình tao chấp hết. Ok, với cái cách này thì tôi sẽ không có bị mất máu đâu anh em à. Chúng ta đi qua màn tiếp theo. Màn này chúng ta sẽ nâng cấp cái gì đây? Showkeeper, kẻ nắm giữ linh hồn. Bây giờ mình sẽ bán đi những cái linh hồn mà mình đã tiêu diệt được. Ok, mình có 510. Chắc là mình sẽ nâng cấp lên nha. Nâng cấp một cái đi. Sao không cho nâng cấp vậy? Ấy. Ok. Ủa sao mày không cho tao nâng cấp? Tiếp theo là cái gì đây? Tiếp theo là nâng cấp giáp, nâng cấp sát thương này. Rồi nâng cấp giáp đồ này nọ này. Được nha. Game này ok á. Mình sẽ để cái link game ở dưới phần bình luận nha mọi người. Bây giờ là nâng lên cộng 2 hết đi. Tiếp theo là gì? À mình nâng được nữa hả? Ok, kẻ nắm giữ linh hồn. Mình sẽ nâng cái túi. Cái túi này. Mình lên cái kiếm rồi nè. Ok. Rồi. Ui, coi bộ giáp của mình nè. Bây giờ tôi là một chiến sĩ. Vô đây. Tao lùa tao bay hết. Nó có 2 màn lận. Tôi chấp hết. Mấy con chằn tinh kìa. Mấy con goblin kìa. Tụi này mạnh đấy. Mình có kỹ năng gì không ta? Hình như tụi nó đánh tôi chưa vô máu lắm. Màn tiếp theo. Coi quảng cáo. Bây giờ cái túi đồ của bạn đã đầy rồi. Bây giờ hãy về đây nâng cấp túi đồ. Được 1.300 luôn hả? Bạn hết luôn. Mình nghĩ là mình sẽ nâng mát cái túi đồ luôn mọi người. Được 1.000 này, 1.400. Ok, bây giờ chứa được 1.400. Và qua bên đây chúng ta có được một cái shop mới nè. Shop gì đây? Có kỹ năng này. Ok. Và có lửa, có băng, có điện. Và cái này là đam vật lý, sát thương vật lý. Để mình xem coi. Nâng cái này lên coi. Nâng luôn. Nâng mát luôn mọi người. Rồi, bây giờ để ra xem coi là sát thương mạnh nhất của tôi là gì. Bây giờ là mình không, tôi phải nâng đều cho nó đẹp, cho nó thành một bộ đồ. Rồi bây giờ là tôi có kỹ năng rồi. Kỹ năng xài sao đây? Ok, được nha. Đã. Ây da, nó đã chưa. Ok, cái chiều đó được á. Làm cái nè. Trời ơi, máy xây sinh tố mọi người. Thằng nào vô là tao gặt tao bay. Tôi cảm giác là nó đánh tôi bắt đầu vô đam rồi nha. 21. Mình có sát thương được nhân đôi. Ok, giết chùm. Dữ vậy sao? Gồng. Em. Gồng dễ giết quá vậy. Là con chùm dữ chưa? Mình đã cứu một thiên thần nào đó. Thiên thần này không có bận áo hả? Gì kỳ vậy? Rồi, màn thứ hai, con chùm thứ hai là một chiến binh nhìn khá là nóng bỏng, nhìn khá là giống như chiến binh lửa vậy. Cái này là nhiệm vụ hàng ngày này. Còn những được tiền nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ đi nâng cấp. Bạn có thể recover hồi máu nhờ cái cô nàng này, cái thiên thần này. Muốn gọi là phục hồi thì phải có thiên thần. Ok. Let's go. Ui, chẳng tính nhiều vậy. Mình tao chấp hết. Cơn mưa lửa này mạnh nha. Rồi đi. Màn này vậy thôi à? Ui giời ạ. Bây giờ mình đã có được một con pet. Và bây giờ mình sẽ đặt tên nó là gì đây? Nó không cho đặt tên luôn. Ok. Mình có thể nâng sức mạnh của cái con thú cưng này nữa. Ok. Nâng mát luôn. Ok, chưa đủ. Tăng tốc độ đánh cho thú cưng của mình luôn này. Mà con thú cưng này không đổi tên được hả? Con này là con gồng con. Ok. Bây giờ mình sẽ nâng cấp kỹ năng. Chết. Một chiêu điện đi nha. Ok, lửa không cần băng đâu, lửa điện. Bây giờ mình what? Tôi click vào quả bơm cái là tụi nó chết hết luôn. Chơi nó. Ok, lửa đâu? Rồi tới chiêu điện. Tính ra là không cần xài chiêu điện luôn á. Bây giờ sử dụng thử chiêu điện coi. Rồi chiêu lửa. Rồi ok, tới chiêu điện nè. Cái gì vậy? Chiêu điện của tôi đâu? Ô, nó đập mạnh xuống rồi. Ok, tụi nó bắt đầu lì đòn rồi đó. Tụi nó bắt đầu trở thành vua lì đòn rồi. Rồi nhân 2 linh hồn. Ngon. Chùm đấy sao? Minato à. Nè 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 nè. Ây da, trời ơi, nó bổ đầu tôi một cái 18 ốc. Ui da. Ui da, ui da. Ui da, trời ơi. Đi. Mày liu. Cái chiêu điện này nó hơi lỏ nha mọi người, nó hơi kỳ cục một tí. Chắc là mình sẽ bỏ chiêu điện này, nó không có dính đâu. Ồ. Có pet rồi, bây giờ có thêm người nữa hả? Vậy là chắc chắn những cái màn tiếp theo là nó bắt mình đi chặt gỗ hay là gì đó đó mọi người. Nhưng mà khoan, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái bộ giáp của mình lên cái đã. Đây rồi, chiến binh đẹp trai. Chiến binh đẹp trai nhất đây rồi. Ok. Bum, ok, được. Xoay. Còn con nào nữa? Ồ, tụi này là tụi Naga, có nghĩa là cái tụi mà gọi là gì ta? Tụi nó có cái đuôi của con rắn nhưng mà thân của nó là thân con quái vật, thân của chằn tinh. Tụi Naga đó mọi người, người rắn, người rết, người nói chung là tụi nó ngoài biển hay là mấy cái đầm lầy đó mọi người. A few moments later. Sau khi mà đủ 3 chìa khóa thì mình mở được một cái dungeon. Đây là một cái hầm ngục để đi vào xem. Ui, vô đây là farm tiền mọi người ạ. Linh hồn, let's go. Ok. Mày. Ok, mấy con người xương này. Bây giờ tôi có một cái cây rìu hơi xịn nha. Cái ông đi theo mình là cái ông này, không biết ông giúp đỡ được cái gì. Ông cũng đánh phụ mình luôn. Bây giờ là mình có một con pet và cái con rồng của mình nó đã tiến hóa rồi mọi người. Tiếp theo là cái ông này. Bây giờ ông này là tộc người lùn, rất là giúp ích nha. Ok, mình sẽ đánh hết luôn để mình lấy tiền. Sao tiền ít quá giờ cái đám này. Ok, Sabin cho tiền chắc luôn. Ultimate Soba. Ok, mình sẽ sử dụng khi nào mà mình đầy cái túi đồ của mình mọi người. Ok, đi. Vô đây. Quơ tụi mày đây. Dẫm. Boom. Em cái nữa. Dẫm. Boom. Ui. Ê, tôi cũng gần hết máu rồi kìa. Sao tụi nó mạnh dữ vậy? Ok. Mày bắn cái gì? Có cái nhiều đây máu giết nổi chùm không? Chơi luôn sợ gì? Giant Fire Golem. Né. Ây da, trời ơi, nó bắt đầu tôi. Ây da, đứng cương với mày luôn. Cái này phải né, đứng cương với mày luôn. Ây da. Mày á mày. Ui. Tính ra là mình vẫn còn mạnh nha. Nửa cây chấp nó nửa thanh máu luôn á mọi người. Giant Yeti sao? Người này có phải là người tuyết khổng lồ không? Ui trời ơi, nó đấm tôi một cái 32 nhưng mà bây giờ tôi mạnh lắm. Mày. Boom. Ôi ôi, nó giảm một cái 94 máu. Đau ấy. Ok, coi quảng cáo tiếp. Trời, ngu gì không coi. Bây giờ chúng ta giải cứu ai đây? Một cô nàng cầm cung. Ủa? Cái ông đi theo mình đâu rồi ta? Rồi, tiếp theo là mình sẽ đấu với nhân mã sao? Nhưng mà từ từ. Con nhỏ này mình sẽ thuê được con nhỏ này với ông kia, nhưng mà mình có thể thuê được. Bạn đã thuê một người rồi không được. Mình thuê nhỏ cầm cung thì mình không thuê được cái ông người lùn. Bây giờ mình có bao nhiêu linh hồn chưa? Mình để đầy luôn, bán một lần cho nó đã mọi người. Bây giờ là tiếp theo là nâng cấp. Ồ, cái búa của tôi màu xanh lá nhìn như là cái bánh ốc quế vậy mọi người. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ bổ một cái một là đi nha. Tụi bay thích ăn bánh không? Đây là cái búa. Nhưng mà nó đánh tôi bắt đầu hơi đau nha, nó đánh tôi bắt đầu đau nha mọi người. Đùng. Không sao, mình tao chấp hết. Còn ai nữa? Bắn cung này, ông này là gì đây? Chúng ta sẽ chọn tốc độ đánh đi. Mình sẽ chọn thử tốc độ đánh đi mọi người. Ủa nhưng mà hết rồi. Chọn chi chạy? Còn nhân mã sao? Trời. Nó chưa kịp đánh tôi luôn. Rồi, thôi không xem quảng cáo nữa, từ bình tĩnh. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ đi về và tiếp theo là ma dương. Ok, ma dương đúng không? Và bây giờ mình sẽ đi bán hết cái lượng này được 5.000 tiền. Rồi, bây giờ tôi đã vào cái hầm ngục đặc biệt rồi. Bây giờ tôi muốn đặt một quả bom cho mấy con này nó chết hết luôn. Nhưng mà tôi phải xem quảng cáo mọi người để coi là cái quả bom này nó có tiêu diệt hết hầm ngục không. Chỉ cần mỗi lần vào hầm ngục là tôi sẽ gọi là click vào quả bom này. Hô, tất cả cái... Trời ơi, một quả bom chỉ cần đi thẳng vô thôi. Đúng là coi quảng cáo nó tuyệt vời như vậy đó mọi người. Nhưng chỉ riêng ở cái web này thôi, mấy cái kia nó coi quảng cáo tới 30 giây lận. Cái này coi được có 5 giây thôi. Được. Lần sau tôi mà vào cái hầm ngục này tôi sẽ ấn vào quả bom mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiêu diệt cái con, một cái con gì đó, hình như là con nhện thì phải. Rồi bây giờ là tôi mạnh lắm rồi, tôi là kiểu hiệp sĩ thánh rồi. Rồi, màn này chắc chắn là giết chùm rồi. Boom. Mình nghĩ là bây giờ mình không cần kỹ năng luôn á, chắc là mình không cần kỹ năng luôn á. Con nhện, các bạn nghĩ coi coi tôi gõ con nhện bao nhiêu nhát nha. Thử nha. Gõ thử. Ô nó. Boom. Nếu mà tôi sao không xài kỹ năng chắc tôi gõ nó 2 cái là nó chết rồi. Và mình có thể cứu được một nhân vật nào đó mới nữa này. Ai da, chắc đây là mình đã cứu được pháp sư, còn người này là kiểu paladin đó mọi người. Kiểu gọi là gì ta? Ủa sao nó bắt tôi? Con gì đây? Con gì giống người ngoài hành tinh vậy? Và chúng ta có thể gọi là gì ta, thách đấu với lại những cái người chơi khác. Đây, mình sẽ thách đấu với một người. Ôi, oh my god, ông này mình đánh nổi không vậy? Có vẻ là tôi đánh không lại á. Ui, kỹ năng. Mình mạnh hơn, Vô mày. Coi ai chết trước. Mày. Ok, nó thua rồi. Let's go. Ôi, mình xém tí nữa là mình thua. Nhưng mà đánh cái này thì mình được hơi bị nhiều tiền luôn á mọi người. Rồi. Quá trời thành tựu đã được hoàn thành luôn. Oh my god. Rồi. Vậy là tôi đã chơi tới màn chính rồi. Tôi có thể triệu hồi được cleric, có nghĩa là kiểu thuật sư hay là cái gì đó, nói chung là một người bảo hộ ở trong nhà thờ, ở thánh địa, thánh quan gì đó. Vậy là xong. Nếu mà các bạn đón chờ video tiếp theo thì mình sẽ nâng max hết tất cả luôn. Hiện tại mình mới làm 21 trên 55 thôi, còn tới tận 30 mấy lận. 30 mấy lận mới max hết cái bộ giáp này và vũ khí. Và mình còn chưa có... Hình như là mình có một con pet mới đúng không? À, chỉ là nâng cấp thôi. Con pet cuối cùng là con rồng băng, nhưng mà mình phải bỏ 2,5 ngàn để mua. Ê, hình như đủ rồi đó mọi người. Đủ chưa? 800 mấy nhân đôi được 1,700. Đủ rồi. Đây. Một con pet cuối cùng. Con phượng hoàng băng. Ủa sao nhìn nó chưa tô màu nè, cái này là chưa tô màu nè. Trong đây treo đầu dê bán thịt chó nè. Trong đây là con phượng hoàng băng, còn con đây là phượng hoàng bạc. Nó chưa có tô màu vô. Vậy đi. Bây giờ tôi đã trở thành một thánh hiệp sĩ, mình tao chấp hết. Tôi sẽ đặt cái tựa đề vậy luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye. Peace.